Vâng, cố gắng đi ra góc này tí. Đây, cứ phải đi hết chợ các bác. Dù không quay hết cây thì đi hết chợ. Đấy, khu vực công ty tôi sẽ đi vòng ở cái đằng phía đằng đầu chợ này, tạm gọi là đầu chợ. Tính đấy. Cái cây sang trái kia bán rồi đúng không? Hôm trước ông gọi đúng không? Đâu, cả cái cây mà gọi nhưng mà đã ra xem nào. Yeah. Cây 550. Cây. Ông vừa bán cái thâm chai ấy rồi. Vậy thật. Được. Cái này hôm trước bỏ bao nhiêu cây rồi? Đi đâu mà diện? Đi làm. Cái này. Cái này 3 triệu rưỡi. Không nhớ thành giá. Cái này cái mới, cái này chưa quay. À, cái mới à? Cái kia đẩy. Trái đấy. À đâu? À? Trái. Đúng rồi. Trái vào là trái. Vâng, cây này bao tiền? 2 triệu rưỡi. Cây kia? 2 triệu 2. 2 triệu 2. Còn 2 cây kia 10 triệu 10 triệu 2 cây. À. 10 triệu 2 cây. Trái vào cây này nữa. Cây này thì vô giá. Cây này vẫn còn trinh đúng không? Biết rồi, cái này mất trinh rồi. À, giờ tập trinh thì chết. Bảo là ở với bạn gái mà không chịu lấy đúng không? Hai vợ chồng cứ đuổi nhau ở trên mấy tầng đấy nhỉ? Chả chịu lấy gì rồi. Trái đây. Đấy, ông kia ông mời cốc cà phê bây giờ say quá. Cà phê không say à? Sáng không ăn sáng. Được rồi. Kem đi. À, dậy muộn. Thế đây mà đi uống bia rượu thì say chết. Không uống được, một lon thôi. Đấy. Hôm qua có ông gọi điện, ông bảo sáng nay ra xem. Ông hỏi cái thác đồ hôm trước bán rồi. Nếu thác đồ hôm trước bán rẻ. Cứ từ. Cái này à? Cái này là 2 đẹp. Chung ra đây thì mua rẻ nhất chợ rồi. Đấy, thế nào? Bán với cây này ít, này cao rồi. Đây, nhìn thế này thôi cứ tưởng là phải vào 40 rồi nhưng mà ít hơn tôi mấy tuổi. Cây này ghê nhỉ, mỗi tí sống nhỉ. Mua zin của nó nhỉ. Nguyên thân. Đấy, cây này thì bao tiền? 1 triệu 3. Cả bồ đi à? Đấy, cái này em trước quay rồi, cái mới. À, cái mới đây. Đấy, nhấp cái tí. 5 triệu một cây à? Rồi. Hai cây bằng tiền nhau. Này thì biết rồi. Này anh em nào xem biết rồi. Cây này nghệ thuật. Để cái đôn gỗ đẹp. Vâng. Trên đôn gỗ nhưng đôn cao. Vâng. Cái này là cần thăng nhỉ? Linh sam. Hả? Linh sam. Linh sam. Cần thăng nhỉ? Linh sam. Đây là hoa quả. Rất phong tranh nghệ thuật. Cái này đẹp. Cái này là cháu chưa chắc đâu nhưng mà chắc là nó là hoa. Hoa chứ không quả. Rất là bông. Chắc chắn là bông rồi chứ còn quả hay không thì chưa rõ. Kiểu gì cũng không bông đúng quả. Ông xăm hoa quả này mới hay. Đây quả đây. Cái kia chắc là quả. Quả. Cái kia chắc chắn là quả. Có quả rồi, đang có quả đây rồi. Mà sao nó giống nhau thế nhỉ? Thôi chả biết được đâu, khó. Chỉ ông nào trồng nó thì biết. Nhìn nhiều là biết. Cây này cây này khô. Linh sam cũng vậy. lúa hết rồi vẫn sống. Kia phải để nó tí bỏ hoặc là đánh màu lên, có thuốc thôi. Quen ập lên. Rồi ok. Xong rồi mấy cây của cung. Cây trang chắc của bác Hưng này. Của bác Hưng. Cây này bao tiền đấy? Cây này đỏ đỏ hay là vàng đấy? Đỏ đó. Đấy, cây đẹp đấy, bao tiền đấy? Đó. 5 triệu, 5 triệu. Đây, gốc bệ được, gốc bệ được. Đấy, gốc bệ. Đấy. Rất sạch sẽ, cây sạch sẽ. Đây đang một lứa hoa đây. Đấy. So sánh. Đi đổ. Đi đổ. Đổ. Mặt này cũng được. Hồng hồng mai. Bao tiền? 400. 400. Vừa có hoa vừa cây chơi giá rẻ. Đây của bác Hưng nhá. Mà chị, cái bà chị gì có hay gọi anh không? Bà có cái bà chị có hay gọi anh không? Đã gọi nào đâu? Chưa. Bà chị là thích mấy cây của anh. Tùng đấy, tùng cối. Nhưng mà được bị si, à, bán rồi. Xanh lá móng. Xanh lá móng. Dạ. Giá cũng rẻ thôi đúng không? Cái này không? 800, 800 nghìn. Cây của bác Hưng nhá, à, cứ gọi bác Hưng. Biết số. Có đọc số nữa không? Có cái trang kia chắc là được. Mấy cây này thì yêu. Lại cứ đọc số điện 0936 0936 80 80 6659. Ok, bác Hưng nhá. Bác Hưng An Khánh nhá, có cả Zalo đấy. Liên hệ nhá. Rồi cảm ơn bác nhá. Sang bên này thì bên này được. Đấy, trái đấy. Các khu xoay quanh cái trái này được. Bao tiền đấy? Văn nhân. Mà ông Tị có mấy cây sạch thì bán mất rồi. Mai. Đây sang cây của ông Tị đấy. Cây này bé bé ông đá. Cái này bao nhiêu ông Tì? Cái này bao nhiêu tiền? Cái này 1 triệu. Đấy, 1 triệu anh em nhá. Đấy, vô đi. Và cái cây sam hương là bán về đâu đấy ông? Bán về Vạn Phúc. À bán cho Tuấn. Anh nhé, nhà Tuấn. Anh Tuấn. Bây giờ là chú chuyên dòng mini bé tí này à? cây sam hương trước là bán rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn nhé. Tôi đi sang đây này đẹp ấy. Bao tiền? Hỏi cho anh em biết, cháu có chồng. Đây ra muộn đấy. Nay ngày nghỉ ra muộn. Đây, tôi cả ngày đẹp nhé. À đấy ạ. Quay đâu? Quay đòi tiền chết. Quay đòi tiền đấy. Đấy, ông nói đi cho anh em có biết bao tiền không? Đây cái này 5 triệu. Đây, cái này cây 3 triệu. Cái này. Cây này 2 triệu rồi. 2 triệu. Cái này. Cây 3 triệu. Cái này. Cây cũng thế. 3 triệu. Đây, mình thu này. Đây 2 triệu. 2 triệu. Rồi, ok, bây giờ cháu quay chi tiết. Cô ông đọc số thì anh em gọi. Cái bên số 0934. Ông là mới không biết. 309788. 0934 309788. Rồi ok không? Đấy, này ra chợ nó phải gì? Dạ cơ. Ông Hồng Mai này. Đấy, vừa báo ra bao tiền cũng quên mất rồi. Nó hơi trượt, sợ nó. Anh em nó đâm vào mông rồi. Đấy, nó đẹp đấy. Cái cây nhà em màu này. Xanh rất là nghệ thuật. Rất là yêu. Làm từ chậu lâu rồi. Đấy, biết thì không quá xuất sắc nhưng mà chơi vui, đẹp. Cây được, cây bán được. Mất hút mấy phiên rồi, ốm. Đấy con này. Đấy, đây, ông Nhạn này. Anh em ủng hộ bố già nhé. Được. Nghiêng cái này nó dễ quay. Cái này hay đấy, nhún sạch. Sau cái bông nó cao lên một chút, bông ngọn. Tính chắc là lấy cái này ngọn, rơi đấy. Cái này. Đào tơ, mơ tơ đẹp không? Đào to luôn. Đào con thì có đào thật hồn thôi. Đào nhưng mà năm có không? Đào nhỏ nhưng mà năm thì không. Nhà mình nhà có cả đào thất thốn rồi, có cả đào thất thốn. Đúng có lại đào chứ còn đường nữa gì? To mọi khi bán ở chợ đây. Vâng đấy. Hôm nay không có đào như của ông rồi. Không thích to con một cây vẫn còn. Vinh chơi đào nhỏ. Của nó con tôi còn được 3 cái. Dưới. Một cái nặng. Còn chúc của ông còn giữ được. Thôi rồi, con này không có lối được bước sang đây. Quay cái mặt sau của cây này, được cái nó rất là sạch, cái này sạch cây đó. Lúc nào chơi ấy, để mà chơi ở nhà ấy, không có yêu cầu mà không phải thợ hay là chơi sâu ấy, thì chơi cái này đẹp. Nói luôn rất nhiều đối tượng chơi đấy mà không lối vào. Chứ cây đẹp sẽ có cây đẹp hơn, nhưng mà mục tiêu của mình ấy, cây này không ai chơi xấu, rất là đẹp. Ấm bóng, đùn ấm bóng. Đấy, alo nha. Rồi.